đã bảo nó không lên được, không bao giờ lên được. Đây này, con này là nó điều đặc biệt là nó có cái chỏm lông trắng trắng ở trên đầu mọi người. Đây này, đẹp thế. Con này nuôi được rồi. Anh đừng cần nóng này. Ui, được cái đàn tiếc quá, không ăn nữa, lấy về cả mẹ con nuôi hết. Hello mọi người. À, hôm nay thì cả nhà đi vào đồi mọi người ạ. Sáng là đi vào phát ít cây nhưng mà vợ mình đi tìm măng và có phát hiện là một con rúi mọi người. Bây giờ là cả nhà là vác cuốc vác thuổng đi vào đào nhưng không biết được hay không. Mọi người cùng theo dõi clip để xem hai vợ chồng mình đi bắt con rúi này nhá. Không biết bắt được hay không nhưng mà cứ đi đã. À rồi, cả nhà đây. Cho thêm thằng cu đi nữa. Hôm nay trời cả nắng 40 độ đấy nhỉ. Đi được một đoạn đường ở đấy nè. Nóng quá. Cái khe suối khá là mát. Nước ở đấy mát thật. Này chắc có con tặng. Tặng. Trong có ở suối này có. Rửa mặt muối này, tránh nước vào cái chỗ muối ấy, miệng ra tạt cái chui vào. Wow, gốc măng nứa này mọc chít chít to nữa. Được rồi. Bác này măng nứa này không có thời gian này, đi bóc. Tối nhỉ. Đi. Đến tổ rúi rồi mọi người, đây này, nó ùn đất ra từ cái gốc nứa này này. Hôm nay em bóc mang mất không. Đây nó khá mới. Em đây có cái lỗ, nhìn thấy cái lỗ này. Ở bên này thì có cái lỗ ở bên này ra rồi, nhưng mà bên này nếu mà nó mới về ở chỗ này nó chưa ra đâu. À, ùn đất ra mọi người này, đây này, cục phân này. Con này nếu mà còn ở thì nó là khá là to ấy, đây này. Phần này to đấy. Con này kiểu gì cũng có hơn cân. Giờ là mình sẽ đào xem nó như nào đó. Cắm xa xa quanh được rồi. Tắm mưa sao nhỉ? Lùm, bỏ không được cối nữa. Không cháy nữa. Bật lửa. À, lâu rồi em ạ. Nó chẳng thấy chưa ai tìm măng cu này bao giờ. Đấy, thấy họ tìm cú ở đây. Chắc cũng vừa về ở thật nhỉ. Thấy đường của nó rồi mọi người. Đây. Đây phần mới này, cục này mới tinh. Sang đây là một nhánh á, nhánh sang bên này. Đổ nó ở đây. Rồi. Có một đường ở đây sợ nó thông sang bên này. Cái này là này là với trồng sống nhà lạc khôi ấy. Alo, nhiều lỗ đấy nhỉ. Một lỗ xuống dưới này nữa. Đoạn này nhiều. Chặt hết chỗ này đi. Vương vang rồi. Giờ phải chặt ra. Chặt bớt mấy cái cây nứa đấy mọi người ạ. Sau này mới đào cái đường của nó. Đấy, cái chỗ đấy. Bây giờ thì đào ở chỗ bên dưới đấy. Cái đường chết của nó vào trong đấy. Hay là lỗ nó bên kia rồi. Bên kia thêm mới đấy. Đấy, bên cạnh á. Ờ. Mới ở đất. Có lỗ ở đây không? Ừ, chặt đi. Phải, nó có lỗ nó ra đấy, nhưng cái loại này cứ thấy có cái lỗ này ở bên cạnh là nó ra luôn, không bao giờ nó ở trong luôn.
cắn này. Ta mới. Ủa, đây tổ nó đây rồi. Đây. Đấy, chỗ này đúng là tổ của nó. Tìm thấy cái tổ của nó là tìm thấy cái lỗ của nó mọi người ạ. Bởi vì cái lỗ chết của nó sẽ nằm ở cạnh cái tổ này. Cái tổ để nó nằm và nó sẽ có một cái lỗ để tránh ở phía trong ấy. Có cái lỗ ở sâu sâu ở bên cạnh đấy là mình cứ đào theo lỗ đấy là sẽ thấy nó. Ui, chỗ này bên này cũng rộng chứ. Đi quá đi luôn. À, mùa này nó ở nông này, đây con rúi mọi người đây này. À, em được đợi đây này, thấy cái cây không? Đây nó ủ nó đấy, động động à. Vừa thấy nó xì 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 ra đấy. Đấy, đất đồng động ấy mọi người. Cú mai đón đúng cái chỗ này, nó ở đây luôn này, vào. Đây. Anh đoán đúng cái chỗ này, nửa mét. May quá mọi người ạ. Giờ là, ui, nó ở đúng cái dưới bên cái đá này. Bây giờ phải trổ cái hòn đá này ra mới lấy được nó. Nó chạy ra mọi người ạ, phi ấm ấm ra ngoài này, may con bắt được kịp, ui to quá. Thằng cò bảo con một con nữa. Vẫn thấy đồng này à? À, mai vợ còn thấy kịp mọi người ạ. À. Đang đào, nó đang ở bên đây là đào. Thế là nó ra mẹ cái lố bên này. Nó chạy ra bên này. Đây là cái cây mẹ thôi. Nó ra rồi, con này thôi. Này, thế cầm đuôi để bố kiểm tra. Không, em sợ lắm. Cầm đuôi thôi, em cứ cầm đuôi không sợ. Tỏ thế con này, hơn cần. Nó co lên thì tối nay được một bữa rồi. À, tối nay được bữa nhậu. Mày quá, mày nó không phi xuống dưới rậm này, đuổi không kịp đâu. Còn mai em nhìn thấy thật đấy. Ừ, nó ra không một tiếng động luôn. À mọi người này, mình đào ở cái chỗ kia, thế là nó chui ra cái đường này mọi người này, thông ra bên này này. Và thông ra cái lỗ này, thế là nó chạy nó phi tít ra kia. Mai còn đuổi kịp đâu. Hơn cần nó nhậu bưởi to thế. Sướng là được. Chỉ có mẹ tôm bình vâm hốp mỡ mà còn đéo hiếu. Em cứ cầm cái đuôi, mọi người cứ cầm cái đuôi này nhá. Nó không bao giờ nó ngóc đầu lên được. Con này khá hiền này. Không kêu đến là ủi dồi ôi. Con đực ấy mọi người ạ. Đực hay. À đó. Rúi đực. Em thấy có ti mà đấy. Ừ. Đúng rồi, có con đấy nhá. Bây giờ nhưng mà con cái sao to thế nhỉ? Thường thường con cái nó không to này đâu. Chứ con này có con rồi. Đã bảo nó không lên được. Không bao giờ lên được. Đây này. Con này là nó điều đặc biệt là nó có cái chỏm lôm trắng trắng ở trên đầu mọi người, đây này, đẹp thế. Con này nuôi được kìa. Anh đừng nóng này. Bây giờ đào moi. Im nhá để xem em nghe nó có tiếng động không. À đây này. Chắc là hết rồi. Còn cái lỗ khá sâu chắc vẫn còn đấy, đào tiếp. Nó không bao giờ lên cắn được. Nhưng em mà làm như nào buộc nó đi để em cầm như thế này được. Thả ra. Kiếm cái dây về đây. Lấy cái dây buộc đi, làm như thế có mà chết à. Thế cởi cái áo của em ra. Điên à. Đang ỉa này. Vẫn còn nữa mọi người ạ, thấy kêu khụt khụt trong. Chắc là cái đám con này, con của nó. Con này đá sắc quá này, đứt cá tay. Chắc con thằng Thiên chọc cái quê. Không, khụt khụt ở dưới mà. Nó bây giờ nó đào xuống dưới, nó theo đá đi xuống dưới kia. Em khều cái đất đấy ra, thấy không? Khều nó với đá đấy ra, nó cắn nhá. Nghe thấy tiếng không? Anh mới thấy nó khụp khụp ở đấy mà. Vẫn còn chắc là một ổ cả mẹ cả con hay gì đấy. Nếu mà đào thấy con bé là mình lấy về nuôi chơi mọi người. Mình thấy nhiều người mô hình nuôi rúi rất là hay. Lâu lắm mà, bởi vì ở chỗ mình ấy thì rúi ngày xưa rất nhiều. Nhưng mà bây giờ là dân người ta phát hết rồi là cái con rúi bây giờ cực kỳ ít. Mà hôm nay là vợ đi tìm măng ấy, đi bẻ một ít măng nứa về ăn ấy, vô tình là thấy ở đây, may quá, bắt được chắc là cả ổ. Thường thường là con thì nó sẽ có khoảng 1 đến 2 con nữa mọi người nhé, con rúi này, 3 con cũng có nhưng mà hiếm. Thường thường là 2 con, 1 con thì cũng ít, thường thường là mình đi, ngày xưa mình đào thường thường là sẽ thấy khoảng 2 con. Một con mẹ hôm nay là đặc biệt là to, mình cứ tưởng là con đực, con mẹ này khá là to. Lực lưỡng. Đấy, kêu phù phù ấy.
Đâu, kêu ở đâu? Vừa thấy phi phát đấy. Thành phi con nhỉ. Đang vừa thấy lông nó. Đây. Con này con nuôi bé tí kìa. Ở đâu rồi? Lại đi à? Ở đây. Chắc còn bé tí. Bé đấy về nuôi. Ờ bé thật. Được rồi. Con lấy cái ấy về. Con nào? Ô mắt còn chưa mở mà. Đây về nuôi chưa... lấy cái túi này. Mắt chưa mở nó. Nó dọn hết đồ ra. Đồ ra con. Đồ ra mình thả vào trong đấy. Dưới kia còn một con nhỉ. Kia nó đang chui ra kìa anh. Quay em ơi, quay đi. Ôi, được đàn tiếc quá, không ăn nữa, lấy về cả mẹ con nuôi hết. Ôi, hiếm. À, trong vẫn còn một con nữa. Tí bốn con thật. Ôi, này tìm được con đực ở đây nhỉ. Ở kia kìa. Con bé này nó không cắn. Cái gỗ ở bên kia dưới cũng cắn kìa. Đâu? Gỗ kìa. Ba con. Con không? À, cho hết rồi. Hết rồi. Ôi. Được, về mình nuôi. Không thịt mẹ. Sau một buổi chiều vất vả, trời cũng nhà anh em tối rồi mọi người. Được con 6 giờ tối rồi. 3-4 mẹ con mọi người ạ. Mình sẽ lấy về mình nuôi thôi, không thịt bởi vì con nó còn nhỏ quá, tiếc. Vậy là bây giờ lấy về. Mai con mặc ai quần. Giờ mà thịt này mấy con của nó sẽ bị chết đấy mọi người. Mình thấy thương cho nó quá, lấy về. Còn 3 con nữa chứ. Ba con nữa. Rồi lấy về nhà nuôi. Rồi không vất vả đào đến là bị cá thương mọi người này. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nhá. Clip hôm nay đến đây hết rồi. Mọi người nhớ like, chia sẻ video và ấn thích giúp đỡ mình nha. Xin cảm ơn. Chuột. Chuột ở trong cái lồng đấy á. Ông lấy chuột về bẫy mà.